Vâng, ngày hôm nay tôi có về xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Tôi có đến thăm vườn cảnh nhà anh Nguyễn Huy Thủy. Ở cụm 8 ạ. Vâng, cụm 8 xã Tích Giang. Đây là hình ảnh tổng thể của khu vườn anh Nguyễn Huy Thủy. Một vườn có cái diện tích tương đối rộng và anh chơi rất nhiều cây. Trong đó có những cây mà chúng ta hay dùng cái từ gọi là khủng, tức là vóc dáng lớn. Tôi nhìn cái mô hình vườn này, tôi thấy góc đang có lưới đèn kia, anh cũng đang sưu tầm rất nhiều những cái giò lan với nhiều chủng loại. Có những giò lan rất quý như anh nói chuyện. Với mô hình này ở những cái lúc mà hoàng kim về cây cảnh nghệ thuật thì không biết là có lẽ anh là người có tiếng của cái xã Tích Giang về làm cây và chơi cây. Bởi vì chúng ta được biết là xã Tích Giang là xã làm nghề hoa cây cảnh truyền thống nhiều năm nay, rất là phát triển. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật qua cái video đến với anh Nguyễn Huy Thủy tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Ngay từ đầu cuốn video, chúng ta cùng nhau thưởng thức một tác phẩm xanh dáng trực của anh Nguyễn Huy Thủy với cái bóng dáng như thế này. Vâng, trước ống kính chúng ta đây là anh Nguyễn Huy Thủy với tác phẩm xanh trực và vừa là bệ đá, vừa là đá bổ sung ken ở thân, đúng không anh? Riêng cái phần tán anh làm rất mỏng và bay tán đẹp thật. Đấy, rất đẹp. Số lượng cây nhiều và anh để mức độ rất là dày đặc. Tôi phải đi lách qua hàng cây để lấy được cái phần tán phía trên. Trong khi chia sẻ cái hình ảnh cây của anh vườn anh Thủy, tôi cũng đăng số điện thoại trên màn hình. Các bạn tiện có những cái tác phẩm nào yêu thích và giao lưu cùng với anh Thủy. Được đấy, nhìn tán bay thật đấy. Trông trông có vẻ giống nét thụ lâm bổng thạch của tuyến than, bây giờ đã bán cho Hùng Siếc, đúng không? Nói đến tuyến than thì vùng quê Sơn Tây chúng mình không lạ gì nữa. Và chính tôi đã làm một cái video đầu tiên của thụ lâm bổng thạch có mặt tại Sơn Tây, đem ra thành cổ triển lãm. Vâng, và tiếp theo tôi chia sẻ với các bạn những cái tác phẩm xanh dáng làng, đều là những bệ ôm đá mà anh Thủy đã tạo tác. Tất cả những cái cây xanh này chắc là trong vườn anh phải từ 15 năm đến 20 năm trổ ngược rồi đấy. Vâng, 20 năm trổ ngược đấy. Từ những năm 2000 mà. Chưa đến 2000. Bởi vì lúc đấy phong trào chơi cây của Tích Giang, tôi nói là trong cái khu vực Sơn Tây với Ba Vì, Tích Giang là có tiếng.
Với cái lô xanh này tôi thấy anh đa phần là dáng lạc và ôm đá. Đây là tác phẩm tiếp theo này. Cái phần đá này chắc trước anh làm lấy tất đấy. Vâng. Cũng tương đối công việc tương đối nhiều đấy, suốt gần ấy năm trời. Từng ngày cây của anh kia mà. Đây như cây này là già hơn cả này. Cây này tôi thấy nó lên bóng màu đồng ấy nhiều. Nó đanh lại này. Nãy ở trên kia là đi cùng mấy Lan Sơn và mấy anh em kéo nhau đi chơi, đi thăm một vài tác phẩm Thịnh ASEAN với Thanh ở Sen Chiểu ấy. Mấy anh em vừa ngồi xong cái bộ uống xong mỗi thằng ít chè đá, xong rồi thấy Khánh gọi cái tôi mới đi vào nhà Khánh, xong rồi cùng nhau đi xuống đây. Tất cả những cái tác phẩm này có form cây và cách làm bóng dáng giống nhau cả. Đấy. Vâng, đến một tác phẩm xanh ba thân. Đổ sổ quá nhỉ. Sao? Nó bọc cái kia hình như là cái chậu tròn trước Tròn ngày xưa. Tôi đoán đấy, hoàn toàn là trong lòng của cái chậu xi măng chậu tròn. Ngoài ra những cái tác phẩm lục vừng với tuổi đời cũng rất là cao. Anh đã tạo dựng được một cái bệ đá hoàn toàn là đá thấm thủy và đã được ngâm nước toàn bộ. Vâng, đến đây ta thấy anh đang hoàn thiện nốt một cái tác phẩm đa. Đa này ngày xưa là cũng 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 khét tiếng đấy, Nổi tiếng rồi. mà chủ yếu là đa mọi ngày là đa bệ nơm này này, dùng cái từ đấy này đấy, ác chưa. Tức là từ những cái lúc mà khoảng độ 20 đến 25 năm về trước, ở Tích Giang chủ yếu là đa như này. Và lúc ấy có một cái bệ như thế này thì nổi tiếng luôn. Vâng, tôi cũng sẽ lướt qua những cái bệ xanh ôm đá dáng làng là chiếm phần lớn ở đây.
lục vừng Tam Đa bệ rất là đẹp. Toàn bộ rễ đất đã kết tạo thành một khối ngâm nước như thế này. Tôi còn nhớ là những cái năm 25 năm, 20 năm về trước ấy, quê tôi còn được bảo là hôm nay đi Tích Giang để mua cây lục vừng. Đấy. Thì chính là đây là cái nôi của những cái làng hoa cây cảnh nổi tiếng vùng đất Sơn Tây. Có vẻ đá hơi nặng anh ạ. Những cái bệ như này hơi 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 nhiều đá. Vâng, ở vị trí này tôi thấy anh có một tác phẩm sung dáng siêu rất hay. Và đây là cây sung cũng tương đối nhiều quả rồi. Những cái vòi qua cái lần thu hoạch chúng ta quan sát. Đẹp ấy, cái sung đẹp ấy. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video thứ nhất giới thiệu vườn cảnh anh Nguyễn Huy Thủy, Tích Giang, để chúng ta chuyển sang video sau.